Chúng tôi đang tường trình phần tin tức đó là một cái vụ rớt máy bay của một cái chuyến bay của hãng hàng không Egypt Air xảy ra từ năm 2016, nhưng mà mất gần 6 năm trời đó. Bây giờ phía Pháp họ đã chứng thực được là không phải tai nạn hay là bị khủng bố tấn công, mà là lỗi do phi công hút thuốc ở trong buồng lái. Thì cái câu chuyện này đó, thưa quý vị, là cái chuyến bay mang mã số MS804 cất cánh từ phi trường của Paris vào ngày 19 tháng 5 năm 2016 và đang trên đường bay đến phi trường của Cairo thì tự dưng phát nổ trên không và rớt xuống biển Địa Trung Hải, thưa quý vị. Thì lúc ban đầu đó là phía Ai Cập họ hoàn toàn là một bên để mở cái cuộc điều tra này, và đến năm 2018 thì Ai Cập họ nói rằng lỗi là do khủng bố tấn công, nhưng mà khi đó đã không có một cái nhóm khủng bố nào ở trên thế giới đứng ra tuyên bố là đã đánh bom cái chuyến bay này. Và đặc biệt là phía Pháp đó, khi đó họ không được phía Ai Cập cho phép tham gia vào cái cuộc điều tra, cho nên là phía Pháp và đặc biệt là những gia đình của những nạn nhân mà bị thiệt mạng đó, họ không có công nhận cái kết quả điều tra của phía Ai Cập, bởi vì trên chuyến bay 56 hành khách bị tử nạn có 12 công dân Pháp, cho nên là phía Pháp đòi phải được tham gia vào cái cuộc điều tra, và họ đã trục vớt được cái hộp đen rớt nằm sâu ở dưới biển. Và sau nhiều năm trời với cái kỹ thuật tân tiến bây giờ đó, thì phía Pháp họ đưa ra một cái bản báo cáo như thế này. Họ phát hiện là cái mặt nạ dưỡng khí gắn ở trong buồng lái của phi công đó, 3 ngày trước cái chuyến bay định mệnh xảy ra thì đã được một nhân viên bảo trì của hãng hàng không Egypt Air thay một cái mặt nạ dưỡng khí mới, nhưng mà không hiểu vì lý do gì cái valve của cái mặt nạ dưỡng khí đó lại được set ở cái mode là emergency. Thì khi mà được set như vậy đó, trong buồng lái nếu mà có khói bốc lên đó thì cái mặt nạ dưỡng khí sẽ xịt ra khí oxygen liền ngay lập tức. Và đặc biệt trong cái thời điểm xảy ra tai nạn tháng 5 năm 2016 thì hãng hàng không Egypt Air lại cho phép phi công của mình được quyền hút thuốc ở trong buồng lái, thưa quý vị. Và bây giờ cái luật đó đã được hủy bỏ rồi sau cái tai nạn này. Thì nó xui xẻo làm sao là cùng một lúc hai thứ nó gộp lại, nghĩa là người phi công ông Mohammed Said này lúc đó ổng đang hút thuốc và cái mặt nạ dưỡng khí, cái valve nó lại set ở cái mốt đó, thưa quý vị, cho nên là khi mà khói bốc lên thì cái mặt nạ dưỡng khí nó release cái oxygen, bởi vì cái black box đó, nó có record được cái tiếng xì xì xì. Cho nên là các chuyên gia họ ghi nhận được hết. Và một khi mà nó xì ra như vậy, cái khói với lửa nó tóe lên, cho nên là từ trong cái buồng lái đó là nó nổ bị phát ngay. Thì bây giờ đó, với cái bằng chứng đã được chứng thực là do human error chứ không phải là do bị khủng bố tấn công, cho nên là phía gia đình các nạn nhân của Pháp đã có đủ bằng chứng để mà họ thưa lên tòa quốc tế, thưa quý vị. Bây giờ đó, phía 12 công dân của Pháp, gia đình của họ đang kiện, thứ nhất là họ kiện chính quyền Ai Cập và thứ hai là hãng Egypt Air để mà đòi bồi thường.